Hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn bạn các nhóm lệnh tiếp theo trong phần tự học thiết kế trên bề mặt phần vai á, trên phần mềm SolidWorks. Thì bài học này mình hướng dẫn các bạn lệnh revolve ha. Thì đầu tiên bạn tạo cho nó một cái biên dạng ha, bạn muốn revolve. Revolve có nghĩa là xoay, xoay quanh một trục cố định ha. Thì ở đây bạn tạo cho cái trục trước này. Đấy, trục xoay ha. Chưa etc. Đấy, cái này có thể đưa ra đường centerline ha, không tham gia vào quá trình tham chiếu. Đây bạn vẽ cái biên dạng mà bạn muốn revolve này. Đây. Ví dụ thế này. Đấy, được chưa? Đấy, biên dạng bạn muốn revolve ha. Đây thì đối với bề mặt surface thì bạn không cần biên dạng kín ha. Nếu mà đối với cái bên phần tu thì các bạn phải nối cái này lại, còn đối với surface thì không cần thiết ha. Ok, bạn có thể finish sketch này. Kết thúc sketch này. Bạn vào surface bạn chọn lại revolve cho mình ha. Ở đây nó hỏi bạn là chọn cái trục xoay này. Được chưa? Thì nó tự động bắt cho bạn ha. Chọn trục xoay là được. Ok, thì cơ bản là mình đã tạo cho nó có lệnh revolve ha, quay quanh cái trục cố định ha. Axis of revolution có nghĩa là cái trục xoay của nó tâm xoay cái trục. Ví dụ như bây giờ bạn muốn có biên dạng, bây giờ muốn xoay thì chắc chắn là phải có cái trục rồi. Thì ở đây thì nó đơn giản hơn, nó có là ở direction 1 là nó có một hai phương, hai hướng à, nó cũng tương tự đối với lệnh trục. Thì đây đầu tiên bạn tìm hiểu về phần direction 1 ha, thì nó cũng có bleed này, up bleed là xoay bao nhiêu độ. Thay vì ở trục là bao nhiêu nhập khoảng chiều dài, ở đây là nhập góc, còn bên kia là nhập chiều dài ha. Ở đây bạn nhập góc bao nhiêu độ thì bạn nhập vào, ví dụ như 180 độ, nhập 180 độ. Được chưa? Thì thay vì ở bên trục là nhập chiều dài, còn ở đây là bạn nhập góc thôi. Đấy. Ở đây có bleed này, up to vertex tới một điểm, up to surface tới bề mặt, offset surface có nghĩa là tới một mặt phẳng nào đó, còn mid plane có nghĩa là qua hai phía, được chưa? Trong trường hợp bạn sử dụng cái tính năng mid plane này thì cái trường hợp direction 2 nó chắc chắn nó sẽ bị ẩn đi ha. Còn trường hợp bạn sử dụng lệnh bleed thì cái trường hợp direction 2 nó vẫn hiện lên. Ok, thì ở đây, ví dụ như bây giờ mình show cái mặt phẳng lên ha, show cái mặt phẳng lên. Đấy, show mặt phẳng lên. Bây giờ mình muốn sử dụng cái tính năng đó chính là up to surface tới một bề mặt. Đây ví dụ như bây giờ bạn muốn nó tới bề mặt right plane này, bạn tích vào nó tự động tới bề mặt đó cho bạn, được chưa? Còn sử dụng tính năng offset plane thì bạn cũng chọn vào bề mặt này và bạn chọn vào một khoảng, ví dụ như bao đó bao nhiêu thì bạn nhập vào đây, được chưa? Được chưa? Thấy không? Nó tự động nhập cho bạn. Đó là chính là cái tính năng offset surface. Còn mid plane là hao hai phía, bạn biết rồi, up to vertex là tới một điểm. Trong trường hợp này bạn phải có cho nó một cái điểm pole trước ha. Thì trong trường hợp này không có điểm pole thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau ha. Ok, thì ở đây ví dụ như bây giờ bạn chọn Berlin. Berlin có nghĩa là nhập cho nó một góc bao nhiêu, bạn nhập vào đây ha, góc, nhập góc. Chưa? Còn direction 2 bạn chọn tương tự, direction 2 thì nó cũng tương tự ha, các số như Berlin. Nhập góc này, up to text tới điểm, up to surface tới bề mặt, offset surface, offset from surface có nghĩa là tới một cái bề mặt nào đó, chưa? Đây, rất là hay, công cụ rất là hay ha. Đây bạn có thể clear đi tới cái mặt này, được chưa? Rất là hay ha. Được chưa? Rồi, bạn có thể tích ok này. Đây thì nó tự động tạo cho bạn ha, công cụ rất là hữu ích. Đây bạn cứ kích phải bạn chọn edit, nhập bao nhiêu góc thì bạn nhập vào, còn revolve offset, revolve offset bạn muốn cho nó offset bao nhiêu bạn tích vào, được chưa? Đây. Còn select contour nghĩa là nó đi theo cái biên dạng này này, biên dạng này này, biên dạng này của mình rồi này. Đây bạn kích vào không kích vào thì nó vẫn hiểu luôn. Đấy. Thì nó đơn giản có như vậy thôi ha, chỉ cần có một trục xoay và cái biên dạng bạn cần xoay là được. Đây trong trường hợp này mình tạm thời subtract đi chẳng hạn, đây. Mình subtract đi chẳng hạn. Đấy. Ở đây ví dụ như bây giờ trên mặt sketch, bây giờ trên mặt phân mà lên tạo cho sketch chẳng hạn. Đấy. Vậy cho nó biên dạng. Đầu tiên thì bạn vẽ trục xoay trước ha, luôn luôn vẽ trục xoay trước. Đấy. Trục xoay ha. Vẽ nó trục xoay trước. Ok, rồi. Ví dụ bây giờ bạn biên dạng bạn muốn là sử dụng SPline đi, đây. Đấy, SPline ha. Thì tạm thời cái này là mình sẽ không ghi kích thước ha, không ghi kích thước. Đấy, ví dụ như thế này. Bây giờ finish sketch. Đây là tạm thời mình ấn các cái mặt đi ha. Hai các cái mặt này đi. Chưa? Rồi bây giờ bạn sử dụng lệnh là Surface. Bạn nào mà chưa có cái thẻ Surface này các bạn chú ý ha, kích phải chọn tab. Tích lên ha, tích vào thẻ Surface. Ok thì bạn chọn vào Revolve Surface. Ở đây nó hỏi mệt gơn, mà ra đây thứ nhất là phải có biên dạng, thứ hai là có trục axis thì bạn chọn vào trục axis. Nó tự động bắt cho bạn ha, rất là hay. Công cụ này thiết kế bên là lọ hoa rồi bình các thứ rất là nhiều nhá. Thì các bạn chú ý cho mình. Ở đây bạn chỉ việc nhập góc cho nó bao nhiêu độ thì bạn nhập vào đây. Ví dụ 45, nhập 45. 180 hoặc là 90 bạn nhập 90, được chưa? Đây, bạn tích ok để xem biên dạng của nó như thế nào. Đấy. Thì này là dưới dạng bề mặt ha. Đấy, công cụ rất là hay ha. Các bạn chú ý cho mình cái công cụ này nhé. Đấy, bạn cứ edit cái phải bạn edit này, bạn nhập góc bao nhiêu này. Còn cái ví dụ như up to surface, up to này là mình nói rất là nhiều rồi ha. Các bạn chú ý cho mình. Đấy. Đấy, công cụ này nó hỗ trợ trong quá trình thiết kế các bạn rất là nhiều nhé. Các bạn chú ý cho mình nhé. Đấy, 270 này. Đấy, ok. Đấy. Sau khi mà thiết kế xong thì bạn chỉ cần là chọn là thickens, tạo cho nó cái bề dày thôi. Thickens này, tạo bề dày này. Đấy, bề dày bao nhiêu? Một. Đấy. Được chưa? Tích ok. Rất là đơn giản. Đấy, thì cơ bản là mình đã hướng dẫn các bạn lệnh revolve ha. Thì các bạn chú ý
yếu tố cần và đủ đó chính là cần là cần biên dạng, đủ đó chính là cái trục trục xoay, được chưa, trục làm tâm xoay đấy. Ok đấy, bạn có thể vào view render sản phẩm này, đây chọn màu cho nó này, ok này. Đấy. Thì cơ bản nó có như vậy thôi ha.